nhìn Sương Sương như đó là biết hôm nay Jen review món gì rồi đúng không? Với cái sự mà nghiện bún đậu mắm tôm nặng như Jen á, Jen xin hứa là sẽ không cai nghiện mà sẽ đi lùng sục hết tất cả các ngõ ngách bún đậu mắm tôm trên Cần Thơ này để review một cách công tâm cho hội chị em mình nha. Và đương nhiên hôm nay Jen cũng sẽ gọi một phần siêu đặc biệt. Đầu tiên, một điểm cộng lớn là quán rất là sạch sẽ và thoáng mát. Còn phần đồ ăn thì cô vừa mới chiên nóng hôi hổi luôn, chứ không như mấy quán khác chiên sẵn nha. Bây giờ là đến phần Jen thích nhất nè, pha nước chấm thoi. Trời ơi, quán có cây lược học tắc, tôi ưng dễ sợ luôn. 10 điểm cho sự tinh tế của chủ quán nha. Nói thật, đây là quán đầu tiên trên Cần Thơ mà tôi ăn có cây lược hộp luôn đó. Chưa gì đã thấy mát lòng mát dạ rồi đó ha. Mà ngộ ghê vậy đó, hai đứa đi ăn là thế nào cũng có một đứa chấm nước tương hả? Jen chắc chắn bạn nào mà ăn nước tương thì đã bỏ lỡ mắm tôm rồi. Jen thích ăn đậu hũ chiên như thế này nè, bên ngoài thì giòn, bên trong thì nhiều nước. Một phần đầy đủ ở đây thì có chả cốm, cua bể, hoành thánh chiên, thịt luộc, còn có cả giòi sụn nữa, à nem chua nữa chứ. Cuối cùng không thể thiếu đó là rau. Ủa mà các bạn ăn bún đậu mắm tôm theo kiểu gì vậy? Có phải là lấy cái bánh tráng cuốn hết tất cả lại với nhau, chấm ngập vào chén mắm tôm? Mèn đét ôi á, rau sống, bún đậu, chả, nó hòa quyện lại với nhau, bá cháy bồ chét chó luôn á trời. Hay là các bạn ăn theo kiểu chấm từng cái như thế này, cảm nhận rõ trọn vẹn hương vị của món ăn luôn. Danh thích giòi sụn ở đây quá đi, cái giòn sừng sực luôn ấy. Mà mọi người ơi, hãy lại uống thử nước sấu với nước mơ ở đây đi. Thơm thơm, chua chua ngọt ngọt, giải tán cơn ngấy mau lẹ luôn. Cho ai muốn biết thì đây là quán bún đậu Hương Việt 1, địa chỉ là 275 đường Đồng Văn Cống, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.